Mình quay cho bạn xem chiếc FCG và Ly nha bạn. Giờ thì những xe này phát bệnh nhiều lắm nha bạn. Thứ nhất là cái khi mà làm gì đụng tới cái phần bên trong cái cánh quạt đó, bạn phải thay lại nha. Nó nứt hết trơn này, chạy cái nó rớt cái nhựa này ra là coi như là hư nguyên cái xe luôn nha bạn. Cuộn lửa cháy không còn gì nữa bạn. Lửa mới chuẩn bị xay vô. Cái gác này không còn miếng nào luôn nha bạn. Cái này chữa là thay cuộn lửa vô để chạy đỡ thôi, chứ máy là piston bạc là nó hư rồi đó. Cái này nhớt vô này là piston bạc nó hư hết rồi. Cái này mà không thay lại là nó sẽ phá banh két nước.